Chị cách khoảng trường ra nghe chị. 5-6 tắc 1 cây. 5-6 tắc 1 cây ha. Lấy em làm chuẩn nghe chị. 5-6 tắc 1 cây. Giờ con ăn đi phát đi. Dạ. 5-6 tắc rồi để 1 cây. 5-6 tắc 1 cây ha. Dạ rồi. Đây cái dãy này là mình trồng khoai mì vàng. Bên đây mình phân biệt ra đi. Để nữa có gì mình ra mình tìm cho nó dễ. Bây giờ một người giải đi. Cái đâu vậy đó? Đây. Nè, giải đây cho chồng cái đó. Nhánh cái đâu cái đâu nha. Dạ. Cái đâu có bỏ một cây đi. Bây giờ đi gãi hả chị? Dạ. Rồi, đây nè. Cắm đây nè. Đây nè, dạ, con đang đợi con không có đồ. Rồi. Cho đó. Đó, gãy cho đó đây. Ra đây. Nhóm tụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Dạ xin chào. Hôm nay thì gia đình rất là vui luôn cô chú ơi. Mùa nước đã đi qua rồi thì bây giờ các chị em trong gia đình đó phải là trang trí lại cái miếng đất của mình để mình có thể sử dụng cho nhiều món ăn. Rất là vui ngày hôm nay luôn là mấy chị em được cô chú gửi tặng đến những cái cây. Cái này là cây khoai mì, gọi là cây khoai mì vàng. Dạ. Dạ. Đây là các bác Hai ở nhà thì bác Hai có thấy người ta trồng những cái khoai mì vàng này, người ta nấu rất là ngon luôn. Thì bác Hai đã rất nhiệt tình luôn và xin về cho mấy chị em là hai loại. Một loại đây là cái loại khoai mì vàng. Dạ. Thì cái thân cây nó màu vàng luôn. Cái này thì mình trồng vài tháng sau thì mình có thể đào lên cái củ nó ra màu vàng luôn nha cô chú. Dạ, còn đây là cây màu trắng. Nha. Yeah. Đây là những cái cây màu trắng nè. Cho em mượn cái màu vàng nha chị. Cho em mượn cái màu vàng. Chị cho em một cây nha. Dạ rồi. Dạ, ở đây cô chú thấy nè, nó có hai cái cây hoàn toàn khác nhau luôn. Ở bên đây thì con sẽ trồng cái là khoai mì trắng, còn bên đây là cái khoai mì vàng. Thì hiện nay cái khoai mì vàng người ta ăn rất là chuộng luôn, cho nên là bác Hai cũng cắt công tìm cho tụi con rất là nhiều luôn để mà trồng hai loại. Thì bên đây thì con sẽ phân biệt là bên đây mình sẽ trồng cái loại khoai mì trắng, còn cái dãy bên đây thì mình sẽ trồng cái khoai mì vàng đó. Ở đây có rễ sẵn luôn. Thì hôm nay cùng làm cùng với mấy chị em thì có Thím Năm nè, chị Ba Đỉnh và bác Hai cùng làm cùng nữa, rất là vui. Trời ơi mấy cô nhanh quá trời luôn à, con theo chân không kịp luôn. Cây cho cô ăn. Dạ đây. Ủa nhắc chơi nè, chị loại này ngay chân ở chỗ không chú? Chắc là nhiều luôn. Hôm trước ở đây thì có mấy cái rau ngổ nè cô chú, thì sau mùa nước đi qua thì nước nó xuống á, thì trên đây nó còn trôi dạt những cái rau ngổ này, nó nằm trên một cái thành phố nhỏ, nó bám sống ở trên này luôn. Dạ. Thì các chị em thì ở đây là Thím Năm rất là rành luôn về khoai mì, để mà mình trồng cái khoảng cách này cũng rất là xa, bắt đầu từ đây qua đây thì khoảng chừng 1 cm thôi chị. 5 tấc. Dạ, 5 tấc thì khoai mì nó sẽ nở và có nhiều cái củ hơn. Không không năm. Hôm nay là một ngày làm vườn rất là vui vẻ luôn. Sau khi mà trồng khoai mì xong thì mấy chị em tiếp tục đi trồng hoa, cũng sắp Tết đến rồi. Dạ. Cái này trồng tới đây thôi hay là trở lại về? Dạ. Rồi. Mình trồng tới đằng kia luôn đi cưng. Được không? Hay là mình xuống dưới này? Mình xuống dưới này được không? Đào thì nó hơi khó tại nó ụm như tre. Mình xuống đây được không con? Mình xuống đây đi, nếu mà còn khoai mì vàng á, mình xuống đây rồi mình đảo ở đây nè. Nó chỉ có 5 tấc thôi à. Dạ. Khoai mì vàng nhiều không? Dạ, cũng còn được. Còn khoai mì trắng là nhiều á chị. Khoai mì vàng ít năm ơi. Khoai mì vàng còn 3 cây nữa. Thì mình trồng cho ngàn đó đi. Dạ được. 3 ngàn nữa hết luôn đi. Tại vì mấy cái nhánh tre này mình nữa mình mé được. Trời lên. Dạ. Như vậy đi. Em có nhà tài trợ nha. Ai bán tài trợ cho chị vậy? Còn ba cây trồng của hàng đó đi, hàng này cho mình trồng cái mì trắng. Chị đẹp. Chị rau ngổ kìa, nó trôi giặt bờ đê luôn rồi. Bây giờ khoai mì kia mình trồng hàng này đi ha. Dạ. Khoai mì trắng mình trồng nguyên vàng này đi Năm. Dạ. Dạ. Tới đây đi. Dạ. Bắt đầu đi cái tre này đi. Trồng mình để 5 năm á, củ nó nhiều. Dạ. Đúng 5 tấc luôn không? Hiện nay là cái khoai mì không, khoai mì vàng á là bán có giá lắm á chị. Vàng cũng ngon, mình thổi để màu nha. Dạ đúng rồi, nó vàng ính luôn á. Với lại chị để thêm nước cốt dừa ha. Thêm miếng lá dứa lên chỗ thắng cái nghe thèm tới nơi. Vàng nó dẻo nó thơm hơn. Dạ, nó dẻo nó ngon. Mà bây giờ nó mới có thịnh hành nè chị.
Em thấy ngoài thị trường họ chưa có bán nhiều đâu. Bây giờ có mít cho mít đỏ nữa đó chị. 30 lít này phân trồng tốt rồi con. Mà thím năm trồng gì cũng tốt trơn chị ơi, có tay trồng dữ lắm. Cũng nên mát tay. Mát tay. Bỉ Dung Nhan. Dạ. Làm Bỉ Dung Nhan. Ngăn à. Con bé đậu nhà ta. Bé Thị Hậu đó. Thị Hậu. Ủa sao nghe cho nó Thị Hậu ở nhà nó. Ủa ra Thị Hậu lúc nào sao chị không hay trơn vậy? Thị Hậu là Thị Đậu đó. Thậu Đậu đó. Ờ vậy hả? Tự đặt luôn hả nghe. Tự đặt luôn. Trời ơi, mình biết mình vậy luôn hả? Tự đặt luôn. Nè, biết người biết ta cho nhanh. Bé Đậu đi, đi bé Đậu, bé Đậu cầm khoai mì đi, đi bé Đậu. Đừng cho con Thị Hậu nó cầm lên dao hay là cầm len gì nha. Còn cho hết cầm thì cho nó đứng nên thôi, đừng ai lại cầm. Sao nói em dữ vậy? Tuổi hồi khóc nữa à, không có kẹo đâu dỗ. Cái này là mình phải trồng nghiêng á. Trồng nghiêng á gì nè. Thím Năm ơi, Thím Năm chỉ cho mọi người cách trồng đi Thím Năm. Cách trồng. Dạ Thím Năm trồng sao đâu. Dạ. Đây Thím Năm sẽ chỉ cho cô chú anh chị và các bạn trồng cái khoai mì này sao cho đạt chất lượng nha. À, có nhiều củ à. Hay như mọi ngày ta đào gì sẽ 10 củ như thế năm tới 15 20 củ. Sao thế năm lại cười? Nói chúng ý quá, cười luôn. Trời ơi. Rồi cho bé Đậu nè, bé Đậu ơi. Em có rồi chị. Cho bé Ba nè, bé Ba ơi. Có nguyên bó luôn rồi nè. Sao em đi tới đâu mà từ chối em tới đó vậy? Mỗi lần ra đồng là lụm củi đem về vậy chị. Một cây củi. Thấy không? Củi ra đồng củi không? Dạ. Củi hả? Cái đám ở đây mình chặt củi. Chị ơi, cái củ trắng này nó nhiều quá nè chị ơi. Nó nhiều hơn củ vàng. Cái này phải đây mình trồng cái trễ nè, nó lên thuốc là mình trồng được đó. Dạ. Phân phát. Quá nhiều luôn rồi. Cái này nó hơi cao nè. Dạ. Cao quá. Cao nó trồng mau hay sao ba bác hai? Cái này vậy ta hơi tấp tấp ta trồng giữa này để hơi cao. Này hơi cao hả? Ừ. Dạ chắc là đây là bí quyết nhà mình quá à, hay ơi. Bé gần sau cái đít của hai đó. Ủa sao cái mông chứ? Nguy hiểm. Nguy hiểm. Dạ. Né con bé Thị Hậu ra nha. Dữ lắm. Ai cho nó len vậy? Thương em quá, em bị ăn hiếp suốt ngày luôn ha. Trời em bé Đậu. Ai mà dám ăn hiếp nữa. Chị Ba nó không ai ăn hiếp hết trơn kìa, sao ngăn. Trời ơi. Ăn hiếp ngăn thử cái trơn á. Dạ hả? Sao nhỏ nhỏ nhất nhà đó mà tối ngày theo dùi dập nhỏ hoài luôn á. Nhỏ nhất nhà. Đâu quay quay. Đậu quá. Không có tự quạ. Vô số tội luôn hết trơn. Sao vậy em Ngăn? Ủa thường ngày chị vắng nhà là dữ lắm rồi vậy Ngăn? Em có làm gì mấy chị đâu. Ngăn mà thứ hai là không ai dám đứng xuống thứ nhất hết á. Vậy đó. Vậy là em nhiều chị không có thuốc được đó. Vậy là cái này là thiếu sót của em nè. Tâm tư tình cảm nguyện vọng ở nhà hàng ngày ra sao là em không nắm được tình hình nè. Rồi con đây nha. Con đây nha. Rồi con muốn đâu đó đó. Đây, đây nè. Đây. Đứa này Ngăn ơi, cái này là chị có lỗi quá nè. Chị phải quan tâm các em sâu sắc hơn mới đúng. Dạ đúng. Đây qua nó một cái là được thôi hả? Dạ em quyết định rồi, từ mai em sẽ quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Chị phải nói để tâm tư và nguyện vọng của em chứ, để em thôi mọi người vừa dập em quá em không dám nói. Nè. Ốc cẩm này đi. Rất là chị wow. Nè. Sao? Chị Ba vừa dập em, chị cho em coi. Chị ơi, mình có thể nào trồng khoảng giữa không chị? Em thấy nó còn nhiều quá nè. Bây giờ mình trồng trái rồi quay qua mình trồng bông hả chị? Rồi xong qua mình trồng... Trái rau, củ mà. Hả? Này củ mà. À, em quên. Lâu lâu. Rồi cái này là mình trồng củ, xong qua mình trồng bông. Có ai kêu trái khoai mì không? Được như chậu ốc nè. Đây, hôm nay thì mấy chị em con với cùng mấy dì là tiếp tục nha trồng những cái hoa 10 giờ.
Ở đây thì con mua rất là nhiều loại hoa 10 giờ luôn. Mình sẽ trồng nguyên con đường đây là không khí sắp tới rồi đó cô chú ơi. Nhộn nhịp cái mùa sắc xuân thì con cũng muốn là cho con đường thật là đẹp khi cô chú đến nhà thăm nhóm chúng con nha. Đây, ở đây thì ở chỗ họ bán hoa thì ở đây có rất là nhiều hoa 10 giờ. Sắp tới thì ở đây thì nó chưa có nở, thì sau khi trồng xuống nó sẽ nở ra rất là rực rỡ. Con mua có nhiều màu lắm, màu vàng nè, rồi màu hồng vàng nè, rồi màu đỏ nè, rồi màu đỏ cam nè, rồi là màu cam nè, rồi màu hồng sữa nè, rồi màu hồng đỏ hồng sậm nè, rồi nói chung là rất là nhiều cô chú. Bây giờ nó có nở ra một ít nè. Này, ở trong cái hoa họ để nè, họ gom vô rất là nhiều bông và rất là nhiều màu sắc luôn. Cái này là nó có màu hồng nè, hồng thì nó pha trắng nè, còn cái này là cái màu đỏ, đỏ rực rỡ luôn, rồi có màu đỏ pha cam nữa, rất là nhiều. Đây có màu cam vàng óng ánh nữa nè. Đây thì ở đây thì có là thím năm nè, bác hai với lại chị ba, cùng với lại chị ba với các em nữa thì đang lui cua đằng kia để mà trồng xuống những cái bờ đê. Giờ mình sẽ đem lại cho mấy dì với lại các em. Rồi đi Úc ơi. Sắp tới đây là con đường khi mà bước sang vô nhà thì màu hoa sắc rực rỡ Ngân ơi. Này chị ba với Hồng Cẩm thì đang trồng rất là nhiều luôn. Màu này khi mà nó phát lên rồi á, nở rất là đẹp luôn. Đây có bác hai nè, có thím năm nữa. Còn Ngân với lại chị ba ở phía trước. Quá nhiều luôn rồi. Bông được đẹp không ha? Dạ. Này bé Nhi nó bán cho em nhiều màu lắm. Dạ. Nó sen nhiều lắm á chị. Mà nhiều loại lắm. Nhiều loại 10 giờ họ pha vô rất là đẹp luôn. Ngày xưa mình trồng hoa 10 giờ thì có xíu à. Nhưng mà ngày nay họ like rất là nhiều màu luôn á chị. Dạ, đẹp lắm. Em thích là lúc mà 9-10 giờ nó nở đó. Dạ. Nắng nở nguyên con đường rất là đẹp luôn. Tự nhiên cái mình thấy có hoa có cỏ, cái không khí Tết nó ngập tràn luôn á chị. Với lại em thấy cái hoa này nó cũng dễ trồng á. Dạ. Với lại thường á gãi phân cứt bò á chị. Phân bò á vô là nó mau tốt, nó mau phát lắm. Nó mau phát dữ dằn luôn. Nè, ở đây là cái cây này nó tốt nè cô chú. Ở dưới phần rễ của nó có những cái nhánh này rất là tốt luôn. Còn ở đây thì nó chưa được phát nè, cho nên là ở dưới nó rất là nhỏ. Này trồng là nó mau ra hoa lắm. Ngâm xuống cả chừng một vài ngày là nó bén là nó ra hoa. Bây giờ trồng xuống nó cũng nở hoa á chị. 9-10 giờ nó cũng nở á. Sáng là nở rồi. Nha. Sao ta gọi là hoa 10 giờ ha? Tại vì 10 giờ nó nở. Nó qua 10 giờ là nó nghỉ nở rồi chị. Dạ, qua đây lại gọi hỏi Ngân tại sao là hoa 10 giờ là tới 10 giờ nở, cứ trả lời giống chị ba không nha. Ở phía trước thì bé Đậu đang lui cui cùng với lại chị Ba Đỉnh nha. Ngân ơi, có thể cho chị biết lý do tại sao người ta kêu là hoa 10 giờ không? Này hả chị? Theo em nghĩ hồi xưa chắc có một tỷ nào đó ổng liên tưởng cái cây này cấp mà mấy cái gì? Mấy cái cô thiếu nữ mà bẽn lẽn á chị, đi chơi á mà buổi sáng á xong cái chờ người yêu qua rước rồi đó. Trời, 10 giờ là hay đứng kế với bộ bông, từ đó nó có được cái tên là bông 10 giờ. Thì chưa, cô ấy liên tưởng thật là xuất sắc luôn. Không ngờ là cái lý lẽ của cô ấy là quá thu hút mọi người luôn. Nga, bây giờ tới hỏi bé Cẩm nha. Này nói gì không ai liên tưởng. Rồi, bây giờ theo Ngân, cái lý lẽ của Ngân đã giải thích xong rồi, lý do sao mình ta gọi là hoa 10 giờ. Bây giờ hỏi với Cẩm rồi, sao lý do ta gọi hoa 10 giờ? Chị Ba nói là 10 giờ, đúng 10 giờ nó nở là hoa 10 giờ. Còn em kêu. Thì em theo em thì suy nghĩ là tại vì ông bà xưa chị, hồi xưa thấy cái hoa này nè. Cái cây nè, xong rồi hoa thì nó thường thì nó sẽ tớp lại gì nè, nhưng mà thường vào buổi trưa 9 đến 10 giờ thì nó sẽ nở ra nên người ta gọi là hoa 10 giờ luôn. Cũng y chang ý của chị chứ đó. Đúng rồi. Đó. Đi vòng quanh trái đất thì cũng là giống như là ý của chị Ba. Có hoa 7 giờ nữa. 7 giờ. Thiệt. Hoa 7 giờ. Vậy. Có hoa 7 giờ, chị Thảo Di cho em á chị Ba. Vậy là hôm nào hoa này là hoa 7 giờ nè chị Cẩm.
là cánh hơn qua 10 giờ. Thật sự ra khi mà bất ngờ hỏi những cái câu hỏi liên tưởng đến về hoa thì thật sự là các em làm cho con có sự bất ngờ. Tại vì có những cái lý lẽ là cho con không ngờ luôn. Có qua 12 giờ luôn. Đúng 12 giờ đêm nở. Ủa vậy hả chị? Có qua ban đêm nở. 12 giờ đêm nở hả? Bông nào cũng vậy chứ. Vậy là hỏi bác Hai thử coi. Có hoa ban đêm nở là hoa gì nè Nam? Bác Hai qua 12 giờ đêm nở là hoa gì vậy bác Hai? Chắc là bác Hai sẽ biết á. Hả bác Hai? Hoa 12 giờ hả? Dạ nó, bé Cảm nói là hoa 12 giờ đêm nở. Phát tài. Ờ có bông đó. Hoa phát tài 12 giờ đêm nở hả? 12 giờ đêm nở. Không, phát tài chân dạng là nó nở rồi kìa. Gia đình mình có thống nhất nhau chưa? Qua vậy cái gì chị? Thanh long. 12 giờ đêm cái thanh long nở kìa. Đúng. Vậy hả? Qua thanh long hả chị? Cây bông không phát tài không? Dạ. 7 giờ là nở rồi. Dạ, thật sự cái điều này làm cũng khó lý giải với cô chú ơi. Thật sự con cũng không hiểu về bông về hoa. Cái này chắc con sẽ nhờ các cô chú anh chị và các bạn comment phía dưới để cho con hiểu rõ hơn về hoa nha. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều.